Bây giờ là 3 giờ sáng. Bây giờ kém 10 rồi mới ăn sáng. Có nghĩa là nguyên một ngày không có ăn gì ở nhà. Ăn cái bánh với lại ăn hai cái miếng bánh tráng. Bây giờ là 3 giờ sáng mới là ăn sáng rồi, đúng luôn không? Đúng luôn. Con ốc này sao biết nó bự không mọi người? Không biết có ai xem của em không? Ở ngoài thường thường là ít xem được. Ở ngoài là ít người xem thôi anh em. Vừa ra hơi dữ. Làm đèn là cho nó rõ đó. Cho rõ cho mới thu hút mọi người. Thu hút mọi người xem. Sưới là ăn cái nước không? Là rất là to nha mấy bạn. Cái này mà có tiêu á, tôi thích ăn muối tiêu chanh á, nó mới ngon. Nhưng mà cũng gần đó. Để tôi coi thử mọi người coi có đông không. Nói chung hên xui. Đường lúc nào là mừng lúc đó chứ cũng không biết. Chua chai 78 mới coi luôn. Ủa sao? Khôn xui kim thà lây. Người Thái Lan thì có sắp 90 mấy người coi kìa. Người Thái Lan kêu là người đẹp ăn cái gì vậy? Bây giờ tôi trả lời là cũng kim hỏi. Hỏi anh ấy, hỏi anh này. Hỏi anh này gặp của mấy đứa. Rất mát, khít thưởng. Mì on mười đơ mười đơ xin bao chen quang hay à, hay là người Thái Lan nếu là nói là nhớ hơi nhiều lắm, không giống như cũ mà ai vậy ta, tôi không biết ai. Để coi. Hello anh, hello Mina Huỳnh nha. Hello. Hello mọi người nha. Bỏ qua nhà. Ồ em thức khuya canh được like của anh Huy rồi nè. Cảm ơn Gia Hân nha, cảm ơn canh anh nha. Quá hết rồi, quá đắt rồi nè Hân. Cứ nghĩ là anh. Nó đắt mượn em nữa. Xin bao không có mặt phi. Đi xuôi đi xuôi, không bao. Không anh. Mấy bên này có tiếng là lắc mắc luôn. Người Thái Lan người ta ở một cái xong mấy cái chị đó lại chị ngồi chị ở. Người nói ở tiếng dễ thương không sao đâu. Hello giáo viên Thái Lan Trần Thủy Trang Đa. Ở quê mà không, anh đang ở Thái Lan nè em. Mấy đai chơ cầm nai ma hôm hôm mấy du rút còn pi mấy lét má còn mấy trăm mấy đai đi quân này na la na la na đờm mấy đai quân đi xin học một lần. Mẹ sai. À, phân phân. Phân phân Việt Nam. Ồ, Việt Nam. Thôi đi phân. Ồ, phân phân Việt Nam.
อุ้ยแต่ผู้ชายฉันก็แล้วเราเพื่อนที่มีคนเวียดนามที่อยู่ดูไบมาใช่ไหมแล้วมีเป็นคนเวียดนามคนนั้นน่ารักมากเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่เป็นอันเยอะอันมากแสงเลยบุ้มมันมั้งก่อนหลังจิ้นบุ้มมั้งลูกลาออกมาแล้วนะไอ้เราพูดไทยชัดเจี๋ยวเลยทำไมพูดไทยได้อ่ะไม่พอได้ครับนิดนึงอุ้ยน่ารักนะน่ารักมากง่ายว่าแค่บอกใครแค่ของง่อยนะฮะของง่อยนะได ngon nó bị mất tương tác không mọi người, nó bị mất cái lọn lọn đó. Ấy là người ta khen anh dễ thương đó mà. Không có con nào lắm. Mượn sợ. Mọi người chưa ngủ mà mọi người. Chắc là đi cho con cá thôi, về nhà ăn trễ mà ngồi đây mà nói chuyện ngày quá la thấy không? ติดตามให้ทำไมฟอลโล่ไอจีต่อไอจีต่อเฟซบุ๊กนี่ได้ใจขาดนอนไม่หลับดีครับหมอก็เหมือนกันเลยครับไม่เอาใจเรื่องไหนว่าแค่เราไปดีเลยว่าไปมูฟกองแก้เด้อมันก็เชื่อไม่ได้ว่า thì người ta khen ông dễ thương, người ta mới tới cái mặt ông chồng, người ta nói muốn cho một tin gì đó, mấy cái thấy là tin nói đùa. Anh mua con cá này mà giờ ngại quá rồi anh. Sao cái like ở đây nó bị ấy vậy ta? Nó cứ lúc lên lúc xuống á, nó sao á? Nó ngại không đúng không? Thái còn mua không anh? Pi. Anh đang ở Thái Lan mà. Chắc là thôi để đi qua YouTube rồi. Chứ ở ngoài nó bị loạn quá. Phải chào mọi người ta nha. Hello, hi, Kali Shop nha. Cảm ơn em tặng quà đầu tiên nha. Ta mở nhẹp. Em tặng hoa anh thật trang anh ông Thái đó anh ta sẽ đã hiện là hình như nhạc Thái Lan ơi hiện lên cho mọi người đó, nhạc Thái Lan ở bên đây vậy. Hello em yêu em chưa ngủ hồi bé à, lấy cái trang hiện nè, hình như hồi sáng em tặng anh á ba em tặng đồ cho anh đó phải không? Phải không ta? Anh không có nhớ anh hồi sáng em tặng mà anh cũng không có theo dõi em luôn. Anh mới bấm theo dõi em mới không được xong. Ủa em sinh năm 1999 hả? Cảm ơn em nha bé. 99 là em người ta mở nhạc mà bắt không up cái này YouTube lại được. YouTube gì? 99 là bao nhiêu tuổi ta? 24 tuổi, 25 tuổi hả? Em nhỏ hơn anh 1 tuổi. Ủa em cũng ở bên Thái Lan, ở Bangkok luôn hả? Đi chơi hả em hay là... Anh nhỏ, em nhỏ hơn anh 1 tuổi. Muốn ăn quá là ngại, mấy chị đó chị khen. Chị khen dễ thương rồi chị nói này. Mình ra ở ngoài một tháng nó khó nói chuyện lắm, mọi người thích đi coi chứ không có ra ngoài, thường thường cũng không có được hoa nữa nha mọi người, nói ra ở ngoài đi hát karaoke là gì đó, không được hoa luôn, còn ở nhà là được hoa. Cái này là chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người biết luôn, chứ không phải là vì không có cần hoa hay là không, lúc nào được là mừng lúc đó chứ không có biết được đâu mọi người. Anh ở một mình em đó, mở nhạc á tiếng Thái á. Để mấy cái chị đã chịu có khen dễ thương rồi em. Bây giờ nước miếng nó dính đốm quá. Đi lo chị sao?
gì đây thì cưa qua thôi cũng ngại lắm luôn không ạ. Sao em tập vô cái hồi đang ở ngoài đi ăn nha cô. Đang nói chuyện với chị đang cưa như là chị nhìn mình á, mình cứ bị loãng á. Em sao mỗi thôi có con gì hỗ trợ cứ nhắn em nha hả? Không, anh đâu có sao đâu. Anh của em sống ở bên đây lâu chưa? Dạ. Về nhà ăn mua con cá đem về nhà là vui hơn. Nhạc Thái Lan vậy á mọi người. Rồi đi rồi. Đó người ta quậy vậy á. Bữa đêm á, bây giờ là bây giờ đây. Bây giờ Huy về cho Huy cũng không ăn á. Huy mua con cá tính lai mà thôi về nhà lai cho vui. Đó không có đèn nè. Mua con cá đem về nhà ha. Xin người ta ăn trong đây rồi á. Mà mấy cái chị đó chị nhìn hơi mắc cỡ. Cái tính hơi mắc cỡ lắm á. Con con kim bê bê. Con kim bê bê. Con con thế thế. Họ tốt mắc rồi. Đâu kim nắp bò. Người ta lại cùng đi ly với mình đó. Huy đi là đúng rồi. Người ta sẽ ngại á. Nhưng mà Huy không có uống được bia. Nhìn anh hiền vậy. Tại vì anh đâu có uống được. Với lại anh sợ người ta biết mình bị bệnh á. Xong rồi uống cái ly uống ấm hút chung á. Nó không có lay. Đâu có lay đâu. Nhưng mà mấy cái đứa anti-fan nó nói là người ta sợ. Đâu có lay qua ăn uống. Nhưng mà mình là bị bệnh. Rồi mình lên báo chí rồi. Bên Thái Lan hồi nãy rồi. Đi ngoài đường người ta nhìn đó, không phải giỡn đâu nha. Nhìn đó, mà ở bên đây là không phải tiếng của mình nữa, mình buồn. Mình buồn thì mình buồn chứ mình đâu có. Mình cũng là ở nước người ta, mình có buồn thì mình cũng không có sâu sắc cái nỗi buồn cho nên là về Việt Nam thấy không? Nó khác. Về Việt Nam là người ta nhìn rõ mình đau khổ lắm á. Mình không có quen là mình chịu không nổi á. Mà giỡn đâu. Mà mấy cái chị đó tưởng hơi con trai, hết con gái. Nhưng mà nhiều khi người ta cũng biết là mình là người gay á. Nhưng mà là người ta vẫn vui vẻ vậy chứ không phải là như thế nào. Mua cái này vô đang ăn ngồi lại mà giờ đi về. Người ta nhìn mắc cỡ quá thôi. Chào mọi người nha, thôi đi. Bye bye mọi người nha.